nguồn của vũ trụ là tự tánh nhất thời đốn hiện không có trước sau cho nên trên kinh phật nêu thí dụ nêu được rất hay mộng huyễn bào ảnh chúng ta mỗi một người đều có kinh nghiệm nằm mộng nằm mộng lúc nào thì nằm mộng ai có thể ghi nhớ ngày mấy tháng mấy mấy giờ mấy phút mấy giây bạn có thể ghi nhớ hay không không có người nhớ được Nhớ được cũng là không Ba đời không thể được Quá khứ hiện tại dị lai Ba đời không thể được Cho nên bạn ghi nhớ nó Cũng là oan uổng Cũng là không Không phải là thật Vũ trụ xuất hiện Cũng giống như nằm mộng xuất hiện vậy trong mộng có chính mình hay không nhất định có chính mình bạn có lần nào khi nằm mộng mà cảm thấy không có mình hay không không thể nào bạn từ ngay chỗ này có thể thể hồi được khởi nguồn của vũ trụ cùng chính mình là đồng thời không có trước sau thế giới của tinh thần thế giới của vật chất cái thân này của ta đồng thời phát sinh vũ trụ không có thế giới vật chất không có thế giới tinh thần cũng không có hỏi thử ta có hay không có vì sao vậy thế giới tinh thần thế giới vật chất là ta biến hiện ta vì sao mà không có vì ta như thế nào ta không phải tinh thần cũng không phải vật chất trong tình độ nói thường tịch quan là ta đó là tự tánh bản thể của tự tánh thường tịch quan thường là cái gì không diệt không sanh diệt vĩnh viễn không có thay đổi dáng vẻ của nó gọi là thường chân thường tịch là cái gì tịch là không động trước sau không hề động nó là thường minh nó không phải là tối tâm thích ca mâu ni phật minh tâm kiến tánh thường tận thuyết minh thể tánh tác dụng của tự tánh Đệ sư Huy Năng kiến tánh Đơn giản thiết yếu Thuyết minh nói rõ 20 chữ Thích ca mâu Ni Phật nói ra một bộ Đại phương quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Cùng đại sư Huy Năng nói ra 20 chữ không tăng không giảm. Đại phương quảng phật hoa nghiêm kinh không nhiều. Đại sư huệ năng nói hai mươi chữ không ít. không tăng không giảm. hay nói cách khác, hai mươi chữ của đại sư huệ năng triển khai ra chính là đại phương quảng phật hoa nghiêm kinh. Đại phương quảng Phật Hoa Nghiêm Rút còn lại chính là 20 chữ Của Đại sư Huệ Năng Tuyệt diệu à Chúng ta từ ngay chỗ này Mà tỉ mỉ thể hội Thể hội cái gì Giúp cho bạn nhìn thấu Hiện tại chúng ta tại vì sao không thể buông xả? Chưa nhìn thấu Sau khi nhìn thấu rồi Mới có thể buông xả Chúng ta có đồng tu Độc liệu phạm tứ huấn có một chút ngộ nhập anh ấy hiểu rõ rồi thì ra một người một đời một bữa ăn một ngụm nước đều do tiền định giống như tiên sinh liễu phạm, bị khổng tiên sinh đoán mạng đoán được rất chuẩn ngay trong hai mươi năm mỗi năm ông đã gặp phải cùng khổng tiên sinh Đoán được không hề sai Thế là tiên sinh liễu phàm Tâm định Không còn nghĩ tưởng Cùng thiền sư dân cốc Ngồi ở trong thiền đường Ngồi hết ba ngày ba đêm Không khởi một ý niệm việc này thông thường gọi là sức định tương đối ba ngày ba đêm không khởi một ý niệm thiền sư dân cốc rất bội phục ông hỏi ông ông là làm sao tu thành tiên sinh liễu phàm rất thành thật tôi không có công phu tôi chỉ là được người đoán mạng rồi đoán được rất chuẩn hai năm không hề sai biệt chút nào tôi tin tưởng khởi tâm đồng niệm cũng không ít gì trong bạn có có bỏ đi cũng không mất trong bạn không có có nghĩ cách gì bạn cũng không thể tìm được cho nên không cầu bất cứ ý niệm gì cũng không có Thiền sư dân cốc nghe rồi Cười lên ha ha Ta tưởng rằng anh là thánh nhân Thì ra anh vẫn là một phàm phu Cho nên tôi gọi tiên sinh liễu phàm Là phàm phu tiêu chuẩn Làm phạm phu làm đến như vậy Thì hợp tiêu chuẩn mạng từ đâu mà có mạng không phải trời xanh mạng là mê mất tự tánh tạo tác tất cả thiện ác mới hình thành Bạn tạo ra thiện nhiều Ác ít Quả báo là hưởng phước Nếu bạn tạo ra ác nhiều Thiện ít Quả báo của bạn là chịu khổ Chịu nạn Cho nên bạn là chính mình tạo Thiền sư dân cốc dạy ông cải đổi Bạn chính mình tạo Thì bạn chính mình có thể cải Người khác không thể giúp bạn cải Nói đoán mạng xem tướng Giúp bạn cải đổi Giận mạng đó là giả Đó là lừa bạn Nếu như họ chân thật cao minh Họ dạy bạn phương pháp cải đổi Đoạn ác tu thiện Thích công bồi đức Giận mạng liền chuyển đổi tiên sinh liễu phàm liền thử làm thật làm năm thứ hai liền thay đổi năm thứ hai khổng tiên sinh đoán ông tham gia thi cử đậu thứ ba kết quả ông thi đậu thứ nhất đã không đúng rồi chân thật cải đổi trong bạn không có công danh ông đi thi thi đậu Thì trúng cử nhân Thì trúng tiến sĩ trong bạn không có con Ông tích thiện tu đức Cầu con trai Chân thật sanh ra một đứa con trai Thọ mạng chỉ có 53 tuổi Ông không có cầu thọ mạng 53 tuổi năm đó Bình an đi qua Ông sống đến 74 tuổi Sống thêm được 21 năm Mạng có thể cãi Nếu bạn muốn thoát sanh tử Ra tam giới Nếu muốn đi làm Phật Có được hay không? Được Việc đầu tiên phải phát tâm Việc thứ hai phải thật tu hành Bạn liền cải đổi ngay trong đời này Vẫn có thể siêu diệt sáu cõi luân hồi Lần sau lại đến sáu cõi Bạn là Phật, Bồ Tát Đến độ chúng sanh Không phải đến thọ báo Không như nhau Phát tâm Bồ Đề Quan trọng Tâm Bồ Đề là gì? Tâm Bồ Đề chính là chân tâm Chân tâm mỗi một người Đều có thế nhưng đều mê mất Vì sao vậy? Bạn khởi tâm động niệm liền mê Phân biệt Mê chồng thêm mê Chấp trước đó là mê hoặc rất nghiêm trọng hoàn toàn mê mất tâm bồ đề thuần tịnh thuần thiện người xưa chúng ta thường nói nhân chi sơ tánh bổn thiện cái thiện này không phải là thiện của thiện ác thiện của thiện ác là gì là tương đối có tương đối thì bất thiện cho nên cái thiện này là một hình dung từ là một từ khen ngợi nó không phải là đối lập nếu chúng ta muốn phát tâm bồ đề thực tế mà nói quá khó bạn xem a-la-hán tâm bồ đề đều không phát ra tâm bồ đề vừa phát chính là bồ tát dị trong đại thừa giáo các tổ sư đại đức thường hay dùng từ tứ hoàng thệ nguyện để giải thích tâm bồ đề là chính xác không có sai lầm tâm bồ đề thứ nhất chúng sanh vô biên thệ nguyện độ chính là thay chúng sanh khổ bạn không có cái tâm này thì bạn không cách gì nâng cao chính mình. Thế nhưng câu này rất là khó. Chúng sanh không có bờ mé. Chúng sanh quá khổ, bạn làm thế nào giúp họ? Vì để mãn cái nguyện này bạn cần phải tu đức bạn trước tiên phải đoạn phiền não phiền não vô tận thể nguyện đoạn bạn phiền não không đoạn chính mình không thể thành tựu bằng làm sao có thể độ chúng sanh trong phiền não cái thứ nhất thần kiến Chấp trước cái thân này là ta. Từ trong đây sanh khởi tự tư tự lợi. Đây là gốc của sáu cõi luân hồi. Cho nên người học Phật, việc đầu tiên phải phá thân kiến. Phải xả thân thân không phải ta. Thân là cái gì? Thân là sở hữu của ta. Giống như y phục vậy. Y phục không phải ta. Y phục là sở hữu của ta. Người khác nếu có cần đến y phục của ta có thể cho họ. Chúng ta có thể làm được không? Người khác cần cái thân này của chúng ta Chúng ta có thể cho họ không? Thích Ca Mâu Ni Phật vì chúng ta biểu diễn Cắt thịt nuôi chim Chim không có gì ăn Tìm không được thức ăn Nó đói Phật có thể cắt miếng thịt trên người cho nó ăn xả thân nuôi hổ con hổ già không tìm được thức ăn bồ tát có thể đem thân thể cho con hổ già ăn để hổ già ăn được no chúng ta có thể làm được hay không không làm được vì sao vậy? Chấp trước thân này là ta Bồ Tát tại vì sao có thể xả Biết được thân thể không phải là ta Ta không thể chết Thân có sanh diệt Ta không sanh không diệt Người thế gian cho rằng cái gì là ta Linh hồn là ta Hiện tại người nước ngoài cũng cho rằng linh hồn là ta rất nhiều tôn giáo Đều thừa nhận cái này Thế nhưng ngã chấp vẫn không thể buông xả Cho nên họ không vào cửa được Trong nhà Phật Gọi là chứng quả Sơ quả tiểu thừa Tu Đà Hoàng Bồ Tát Sơ tín dị đại thừa Bạn xem Kinh Hoa Nghiêm Nói Bồ Tát có 54 giai cấp Thập tính Là tiểu học của Phật giáo Thập trụ là trung học Thập hồi hướng là đại học Thập địa là nghiên cứu sở Có dạy cấp Tiểu học năm thứ nhất Sơ tính dị Bồ Tát Điều kiện gì vậy? phá thân kiến rồi không còn chấp trước thân này là ta tiểu học năm thứ nhất là họ chân thật vào cửa hiện tại chúng ta chưa vào cửa chưa làm được cho nên nếu họ làm đến được năm điều phá thân kiến là thứ nhất cái thứ hai là phá biên kiến biên kiến là đối lập Chính là chúng ta gọi là tương đối Cái này không tồn tại Vì mà chúng ta ngày nay Nơi này đối lập với người Đối lập với người Đối lập với việc Đối lập với tất cả dạng vật Không cách gì Cùng với tất cả chúng sanh Dung hòa thành một thể Bạn xem thấy Vào cửa Phật Pháp nghịch cửa cao đến như vậy Có đối lập thì không được Ngày nay cái thế giới này động loạn Bạn xem thấy Có phải mỗi người chấp trước Tự tư tự lợi của chính mình hay không Ở mỗi chỗ và mỗi nơi Đều đối lập với người Và sự vật Đối lập Mới sanh ra mâu thuẫn có mâu thuẫn mới có thể biến thành xung đột có xung đột mới biến thành đấu tranh có đấu tranh mới biến thành chiến tranh từng bước từng bước phát triển đến sau cùng hủy diệt gốc từ đâu mà ra gốc là từ có ta đối lập mà ra Phật dạy cho chúng ta hóa giải vấn đề Chân thật gọi là giải quyết từ căn bản Không có đối lập Không có ta Để nói với bạn Thật có ta Cái gì là ta Cả thể vũ trụ này là ta Khắp pháp giới hư không giới là ta Thế giới Tây Phương Cực Lạc là như thế nào? Duy tâm tịnh độ Á Di Đà Phật tự tánh Di Đà là từ trong tánh đức tự tánh của ta biến hiện ra lìa khỏi tự tánh không có pháp nào trong đại thừa giáo thích ca mâu ni phật 49 năm Ngày ngày giảng Mỗi giờ mỗi phút nhắc nhở chính mình Bạn phải chân thật có được thọ dụng Bạn phải đem lời của Thích Ca Mâu Ni Phật nghe hiểu Chân thật tường tận rồi hồi quang phản chiếu chiếu rọi chính mình những chỗ nào mê mất tự tánh những chỗ nào trái ngược tánh đức phải mau mau cải đổi lại phải mau hồi đầu vấn đề đều giải quyết rồi cho nên chúng ta đọc đến cái đoạn kinh văn này thì phải bắt chước học tập bồ tát thay chúng sanh chịu khổ làm sao để thay chúng sanh hiện tại mê mất tự tánh Chúng ta phải làm ra kiểu dáng hồi đầu Để cho họ xem Hiện tại chúng sanh bất tri bất giác Cho rằng tạo tác tất cả tội nghiệp là tự nhiên Là bình thường Ngày nay chúng ta phải ngược lại với họ Mà làm Đi khải thị họ Đi cảm động họ Giúp họ quay đầu Cũng giống như khi Thích Ca Ni Phật Năm xưa còn ở đời Người trải qua là đời sống khổ hạnh tăng Ngày sớm đã thành Phật rồi trên kinh Phạm Vọng, Thế Tôn Ngài nói được rất hay Lần này chính là ba ngàn năm trước Xuất hiện ở Ấn Độ lần này Là thứ tám ngàn Thì hiện làm Phật ở thế gian này Cho nên Ngài nói Ngài đến để biểu diễn Biểu diễn cho chúng ta xem Chân thật buông xả chân thật xả bỏ trí huệ đức năng tướng hảo vốn sẵn đầy đủ có cần học phải không không cần thiết học không được bằng học ra là tri thức không phải trí huệ thích công ni phật làm thị hiện cho chúng ta Nghe thể hiện cái gì? phần tử tri thức, hiếu học. 19 tuổi rời khỏi gia đình ra đi tham học. Vừa ra đi 12 năm. Bạn thấy thân phận, thân phận của Vương tử thông minh, hiếu học. Bạn nói thế gian này Ai làm thầy giáo mà không ưa thích học trò như vậy? Chân thật đem tôn sư trọng đạo làm ra được bằng không tôn kính đối với lão sư, đây là nho Phật. Đạo giáo cũng không ngoại lệ truyền nhân của họ truyền pháp truyền cho ai truyền cho người tôn trọng chính mình họ không tôn trọng đối với chính mình thì họ không thể học được bất cứ thứ gì cho nên tôn trọng người khác là chân thật tôn trọng chính mình sẽ bằng làm thế nào tôn trọng chính mình, hiếu thuận phụ mẫu. Là bạn thật có hiếu tâm. Bạn có hiếu đức. Họ từ chỗ này mà xem. Lão sư tuyệt đối không bảo bạn tôn trọng họ. Còn đối với ta rất tốt, ta sẽ truyền đạo cho con. Họ không phải như vậy. họ xem đức hạnh của chính bạn, thành ý của chính bạn. đại sư ấn quang nói một phần thành kính được một phần lợi ích, mười phần thành kính được mười phần lợi ích. lão sư có thể truyền cho bạn bao nhiêu thứ, thì xem bạn có bao nhiêu tâm thành kính, bạn có thể tiếp nhận bao nhiêu thì họ truyền cho bạn bao nhiêu. Bạn có 10 phần thành kính, cung kính. Truyền cho bạn 9 phần thì lão sư có lỗi với bạn rồi. Vì sao vậy? Bạn như cái đồ để đựng, bạn còn có thể đựng mà. Không cho bạn đựng đầy. Nếu như tâm lượng của bạn rất nhỏ, đồ đựng rất nhỏ, bạn chỉ có thể đựng được 3 phần, thì cho bạn 3 phần sẽ không cho bạn 4 phần, vì sao vậy? 4 phần sẽ tràn ra ngoài, bạn không thể tiếp nhận được. Đạo lý chính ngay chỗ này Cho nên Thế Tôn thì hiện cho chúng ta Cái thị hiện này quá quan trọng 12 năm Năm xưa Ấn Độ Không luận xuất gia tại gia Những cao tăng đại đức Ngày đều tham vấn qua Đây là biểu hiện cái gì? Hiếu học, đa dặn Sau khi học rồi thì làm sao? Khi không còn nơi nào để học Đêm 12 năm đã học thấy đều buông xả Vì sao vậy? Hiện tại chúng ta học Phật tường tận rồi Thế như không buông xả Biến thành sở tri chướng tri thức Tri thức sẽ biến thành sở tri chướng Thì bạn không thể kiến tánh Đêm cái 12 năm đã học triệt để buông xả Đến dưới gốc cây đại thọ bên bờ sông Hằng vào định Vì mới có thể đại triệt đại ngộ minh tâm kiến tánh Siêu diệt rồi Sau khi kiến tánh Thì từ nơi công tác giáo học Kiến tánh năm đó 30 tuổi Dạy học mới đến và chết Thích Ca Mâu Ni Phật 79 tuổi Duyên tịch Giảng Kinh nói Pháp 49 năm Không có chính mình Đời sống đơn giản Nửa ngày ăn một bữa Dưới gốc cây ngủ một đêm Ba y một bát Cả đời không thay đổi Làm ra kiểu mẫu cho chúng ta xem Chúng ta thấy đời sống này Của họ quá khổ Thích cao ni Phật mỗi ngày vô lượng quan hỷ Pháp hỷ sung mãn Thường sanh tâm hoan hỷ Pháp lạc đó là niềm vui trong tự tánh Thường lạc ngã tịnh Vì này người khác không được Khổng nhang Có một chút tiếp cận Học nhi thời tập chi Bớt diệt duyệt hồ Hỷ lạc Từ chỗ nào mà ra từ học tập mà ra sau khi học rồi lập tức liền có thể hiện thực chân thật làm đến trong đây có lạc thú đây là chân lạc chúng ta học rồi sau khi học xong không làm đến được cái lạc này bạn không hưởng thụ được loại lạc này là từ trong tự tánh lưu lộ ra bên ngoài giống như nước ngầm vậy nó không phải do kích thích bên ngoài Người thế gian hưởng thụ cái vui Vui là hoại khổ Nó là từ bên ngoài đến Không phải từ bên trong phát ra Bên trong phát ra là vô tận Bên ngoài đến là có sanh có diệt Vậy thì làm sao như nhau được Cho nên xem thấy Thích Ca Ni Phật cả đời kiểu dáng như vậy Chúng ta có khải thị rất lớn Quay đầu nhìn lại chúng ta Lục tổ đại sứ Huệ Năng Thiền Tông thời đại triều đường Ngài thì hiện cho chúng ta xem Trái ngược với Thích cao Ni Phật Nông phu không biết chữ Ngài là tiều phu đốn củi Cái nghề nghiệp này hiện tại không còn và thời kỳ kháng chiến vẫn còn tôi vào lúc đó tuổi tác rất nhỏ người mấy tuổi thời kỳ kháng chiến ở phúc kiến kiến âu trong thành phố này không có nước máy không có nước máy thì có người gánh nước gánh nước bán kính vào trong thành bám ra ngoài bờ sông gánh nước không có khí ga cũng không có lò điện không có có đèn điện vào lúc đó có đèn điện nấu cơm phải nhóm bếp nhóm bếp phải dùng củi có mua củi mua củi mua nước đại sư huệ năng là bán củi lên núi đúng củi gánh vào trong thành phố để bán bán được củi lấy tiền mua một ít gạo mang về nhà vì thì mới có sinh hoạt một ngày rất khổ không biết chữ không hề có đi học ngẫu nhiên bán củi xong lấy được tiền rồi rời khỏi dường như là ở một phòng khách nhỏ đi ngang qua bên ngoài cửa sổ nghe được bên trong có người đang tụng kinh nghe vừa nghe liền hiểu, nghe được rất có hứng thú. Nghe được một lúc, đẩy cửa bước vào, hỏi người đọc kinh này ông đang đọc kinh gì? Người đọc kinh bên trong xem thấy, đây cũng là một thanh niên hai mươi mấy tuổi. Nghe anh ấy nói nghe được rất thú vị, rất khó được, rất hy hữu. Giới thiệu Ngài đến Hoàng Mai Để gặp Ngũ Tổ Đến Hoàng Mai ở 8 tháng Ngũ Tổ phân công cho Ngài bữa củi Dầu trong nhà bếp Để bữa củi Để giả gạo Làm hết 8 tháng Chưa bước qua giảng đường Chưa bước vào thiền đường chỉ làm công quả Khi truyền pháp quả nhiên y bác truyền cho Ngài Ngài nghe kinh Chỉ nghe một buổi tối 12 giờ khuya Bước vào liêu phương trường Của Hòa Thượng Ngũ Tổ Ở ngay trong tưởng tượng của chúng ta Nhiều nhất là giảng 2 giờ đồng hồ Ngài không biết chữ Giảng cho Ngài nghe đại ý của Kinh Kim Cang Ngài liền khai ngộ Liền kiến tánh Khi vừa kiến tánh Thế suốt thế gian Tất cả Pháp đều thông Bạn lấy kinh sách đọc cho Ngài nghe Ngài giảng cho bạn nghe Giảng không sai một chút nào Cho nên cái thứ này có cần phải học hay không? Không cần Chúng ta đến ngày nay hoàn toàn tường tận